mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Ba vòng ổn định. Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ông định có gì đâu. Thì cao thì là... Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là... các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 97 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền ngoan rồi. Hiền ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số em nhận vậy. Xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ... hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do. Bây giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm, vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói. Với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy nhạt. Em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say you do gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thích ca hát. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá. Từng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ, nhưng đời không như mơ anh vẫn mong chờ. Vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới, vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương, bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi, có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? Khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. Nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến đi chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để trâu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là ở nhà ba mẹ biết không? Dạ.
Không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? À, dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm ạ. Thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ đưa yêu đơn phương thôi chứ không phải là... À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể đó, để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi, 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Chiều cao, cao. Hả? Có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chiều cao có thể 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhảy múa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng cô ấy muốn khi nào. Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết. Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Ừ, hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Jong gì đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương, đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh, em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi á hả? Dạ sinh đôi. Rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm, chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho cô kia thế nào? Chắc rất xinh xắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai không? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì
Theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em. Đây, có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không có chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói, thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao, nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được rồi em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. À, bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ, em kiểm có muối nào chưa. Rờ mừng mừng mờ, kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên, ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À, dạ, thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ xài rồi. Kiểm tra mông mông, kiểm tra mông mông. Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Vậy là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to hay không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắt lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó, làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình, tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À, dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười hoài vậy. Giờ em không biết nói cái câu gì hết. Không nói gì hết hả?
em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái mấy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật của cô ấy. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất, mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Ừ. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà đứng nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm? Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? À, nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tả nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hà. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Sinh đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau đó đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói là làm nó quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Dạ. Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 97 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở... Ở trong quân đội luôn? Dạ trong quân đơn vị luôn. Rồi xin mời bạn bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh em kế bên. Em tên là Thanh Thanh, năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức. Như vậy là gái là hơn đàn trai tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy hết dạ. Tự tin lên nha anh. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người có trách nhiệm, tính tình thì hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là em ít nói. Một cái nữa là thẳng tính. Nói đúng hơn là thẳng tính nhỉ? Thẳng tính, ít nói. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc. Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Em là một người lạc quan, vui vẻ. Luôn nghĩ theo những điều cực. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Tự ti về cái gì? Tự ti về ngoại hình, bản thân thôi chị. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau? Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ đúng không? Dạ. Tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi? Em thì năm cấp 3 thì cũng có thích một người. Có thể gọi là tình yêu dấu kín rồi ạ. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu người ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ.
Trời đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chứ. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm, dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Coi như là không có một cái nguyên nhân chính, mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho, dạ, nên đó em thiếu thấy sự chia sẻ. Em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng, dạ. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ, dạ. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào? Để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi, vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương, hiền lành. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon. Anh thấy đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha. Tốt. Chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá, càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản. Em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng, thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. À, suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan, dạ, mình ướt át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Thanh Thanh và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Tuấn thì rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn. Nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là gắt hợp nhau là những thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Ồ, với lại một anh đồng nghiệp. À cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ chào cô. Chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả trong phiên trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Con bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Cô hỏi chút giờ thử con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. À, con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. À, cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Hãy cảm ơn qua bạn em. Dạ. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. Khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm. Thì thứ bảy, chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ, đúng rồi. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài? Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ, vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào ạ? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị. Thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau.
Dạ. Với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á, thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Anh sẽ trình bày nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn. Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Có tài lẻ gì không? Có cách hát, nào? Thí dụ vậy chẳng hạn. Nà, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Em sẽ hát bài Suy nghĩ trong anh. Ta giận đó, đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát, đúng rồi đó. Gần gần đó, nhìn cổ Tuấn bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Ra được nắm tay luôn à? Ừ, được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Quay mặt phía trước. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó, được rồi đó. Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát xùi lơ. Rồi bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không nè? Dạ có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vây, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay đêm chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Rồi làm chồng em nhé baby. Ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý. Hả? Anh đồng ý. Nhìn kia kìa. Đồng ý, nhìn đây. Anh đồng ý. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy. Sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Hay. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, rồi, hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Được, hai con cứ tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Cũng đẹp trai mà. Khuôn mặt cũng có nét giống nhau đó. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Đó, xin chào anh Quỳnh Đinh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả của mặt trong tiệm vàng này. Đó, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Vinh, em sinh năm 1994. Hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của Lữ đoàn 25 quân khu 7, đóng quân tại số 27 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó, em thì... Quê em ở đâu? Là em ở Hưng Yên, quê em ở Ân Thi, Hưng Yên.
Dạ. Hưng Yên là nhãn lồng á. Dạ đúng đấy ạ. À, bánh đậu xanh rồi đúng không em? Dạ cũng đúng. À, đúng rồi. Mời nhà gái. Em nói đi. Em dạ, đi. Xin chào cô Hùng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Trời ơi, thấy em mặc áo màu xanh là biết là em rất là yêu hòa bình rồi đúng không? Nói nghe nè, tại sao lại có mặt ở chương trình này? Dạ, tại vì có lẽ là do em ế quá cho nên là bạn em nó đăng ký giùm em, nó muốn là em có bạn trai chung với nó. Vậy đó hả? Nhưng mà tại sao lại đăng ký để mà vào cái số đặc biệt này? Dạ, thì tại vì em có một cái cảm tình hơi đặc biệt nhiều hơn về với các ngành là quân đội cũng như là công an nhân dân. Vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy thì, nếu vậy thì giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ, thì đối với cái ưu điểm của em á, thì em là một người vui vẻ, hòa đồng và có tính tự lập khá là cao trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Còn đối với nhược điểm của em á, thì em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu. Lười một chút xíu hả? Dạ. Nhưng mà có tật xấu gì không? Dạ, thì nói với tật xấu thì em cũng chưa có phát hiện ra. Chưa phát hiện ra luôn. Dạ, phải chờ dạ. Phải chờ bạn bên kia phát hiện ra. Chờ bạn kia phát hiện đúng không? Bạn ơi, bạn nghe gì không bạn? Được rồi, để chú bộ đội phát hiện ra nha. Rồi mà em trai giới thiệu về mình đi. Ưu điểm và khuyết điểm thế nào? Dạ, em thì về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì nổi bật cả. Nhưng mà về thì điểm nói về sở thích thôi. Sở thích thì em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách, các loại sách về self-help cũng như là về các cái sách mà về lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch, với cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè. À, đó là giải trí của mình, thích tán gẫu uống cà phê thôi. Dạ dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì em có 2 mối tình. 2 mối rồi đó hả? Dạ dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 2 năm rưỡi ạ. Còn mối ngắn nhất? Ngắn nhất thì gần 1 năm. Như vậy cũng khá dài đó nha. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao chia tay 2 mối tình đó? Dạ em không biết, nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là em khi mà tức là chia tay á thì bạn nữ kia cũng cả hai bạn đều nói là em có một chút vô tâm. Nói chung mà em cũng cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Ví dụ là đi đưa bạn đi chơi á, hoặc là khi mà em gặp một nhóm bạn chẳng hạn thì đôi khi là em quá mình quá vô tư với bạn bè mà mình có thể bỏ mặc cô ấy ở một chỗ nào đó, thì nhiều khi em nghĩ cũng cả hai cô đều có đánh giá em là hơi vô tâm chút. Dạ dạ đều nhận xét em cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc mà lẫn nhau đó là quan trọng, mà mình vô tâm là cái này thiếu sót vô cùng tận luôn. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ dạ. Khoan, nhưng mà cho tôi hỏi xíu, tức là bạn hai mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu? Hai mối tình này của em thì đều ở thời em học viên ạ, ngày trước em học ở ngoài Hà Nội ạ. Thì tức là trước khi nhập ngũ đúng không? Dạ dạ, hai bạn này cùng ở quê học ở gần nhà em ạ. Ờ. Dạ. Thì bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em năm nay là năm thứ 8 rồi ạ. Hả? Em sao? năm nay là năm thứ 8 ạ. Ờ, nếu vậy thì tức là bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ, rất là trẻ, cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất, nó chỉ là vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá, bạn không có nghĩ ngợi xa xôi, hiểu không? Dạ. Cho nên nhưng là 8 năm qua đó. Chưa? 8 năm qua khi vào quân đội rồi đó thì em có còn vô tâm nữa không? Cái này mới quan trọng. Cái này thì em cũng thấy em cũng tâm lý trong mọi chuyện á, cũng hay quan tâm đến mọi người, nhưng mà tại vì tính em là em tức là khi mà chỉ vô tâm những cái trường hợp mà thường là đi chơi xong là gặp bạn bè, nhất là những bạn nam hoặc là bạn gì đến lâu ngày mình không gặp á, là mình cứ xa vào mình câu chuyện của mình là ngày xưa bạn học cùng mình kể chuyện quá khứ như này xong là nhiều khi để bạn nữ bạn ấy ngồi bạn ấy không biết nói gì ở trong đấy, thì đấy có nghĩa là mình cũng
cũng chưa đưa bạn nữ vào cái câu chuyện của mình thì tự nhiên là bạn ấy bạn thấy nặng nọng. Rồi, như vậy thì cũng không phải là vô tâm lắm. Không có vô tâm đâu. Bây giờ nè, bây giờ em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây dạ cách đây 4 năm. 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần dạ, 1 năm. Sau đó chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Dạ. Không phải là bạn kia vô tâm mà em bỏ hay sao? Hay là tại em vô tâm mà bạn kia bỏ? Dạ cái này là do em cảm thấy sau khi mà tốt nghiệp á em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu, dạ để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai. Nhưng mà bạn do bạn đó cũng nhỏ hơn em là dạ, cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau, nó chưa có phù hợp. Hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Vẫn được phải không? Dạ. Nhưng mà bạn em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được. Nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải biết quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Dạ. Đúng rồi, trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm ha, quen nhau cũng có tâm, chơi Facebook cũng có tâm. Cái gì cũng phải có tâm hết, đừng vô tâm nha. Rồi bây giờ bên đây thì cũng hai mối tình kia, mối tình cũng có trải qua kinh nghiệm trong tình yêu rồi ha. Bây giờ thì đàn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì về bạn, về một nửa của em thì em cũng không có tiêu chuẩn đặt ra nào, nó cụ thể là như nào cả. Đấy, đầu tiên thì em nghĩ là trong tình yêu thì hai người đầu tiên là phải có cảm xúc đã. Cái cảm xúc thì có thể là ví dụ mình khi mình gần nhau mình thấy rung động, hoặc là mình đêm mình về mình nằm mình nhớ người ta, thì em nghĩ đấy nó là yêu đúng không? Dạ, yêu thôi chứ cũng không cần phải là cái tiêu chuẩn gì cả. Nhưng cái thứ hai nữa thì bên cạnh đó, nhưng mà nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người phụ nữ truyền thống thôi. Dạ, vì cái nghề nghiệp của em nó cũng khá là đặc thù. Thế vậy em cũng muốn là bạn nữ mà truyền thống, biết quan tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Cũng là cái thứ hai nữa thì em thì em không thích nhất điểm mà con gái là thường thường em thấy các cô gái rất hay quan trọng tiểu tiết ấy. Tức là để ý những cái rất là nhỏ, mà tính em thì em cũng hơi tức là có nghĩa là nếu mà xảy ra một cái câu chuyện gì đó thì tốt nhất là thẳng thắn ngồi lại nói với nhau vì sao mà cô ấy giận, vì sao mà cô ấy giận chẳng hạn. Còn em thế, khi có gì thì em bảo là đây mình không thích, anh không thích em ở điểm này, hôm nay em cư xử như này không thấy được. Thì em nghĩ là hai người ngồi lên cởi mở với nhau, nói chuyện với nhau chứ không nên là mình cứ càm ràm một cái câu chuyện gì đó, hoặc là cứ tự bản thân mình im lặng thì cái mối quan hệ nó cũng sẽ rất dễ đổ vỡ. Đó, yêu cầu đàn trai vậy, bà mối tính sao? Chào em. Em ơi, chị nè. Nãy giờ đứng rình nghe lén đó. Đó. Thì bây giờ em có ngại khi bạn gái bên đây hơn mình tới 3 tuổi không? Dạ có. Ngại hả? Dạ, dạ. Ngại về tuổi tác. Dạ. Thế thì em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Em nghĩ là bạn nữ bên kia thì qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người có học thức rất là cao, cũng khá là chín chắn và cũng là rất là tinh tế trong cuộc sống. Hình dáng, ngoại hình. Dạ thì em chắc là cũng rất là xinh, em đoán vậy ạ. Cái mặt non hơn mặt em gấp mấy lần luôn á, chị nói cho em biết. Em đừng có tưởng là, tức là bạn nữ bên đây mặc dù là lớn hơn em nha, nhưng dạ, mà nếu như không nói ra thì tưởng là thua em tới 4 năm tuổi. Dạ. Là yên, gọi là bớt một phần lo lắng chưa? Bớt một phần ngại ngần dạ, chưa? Bớt rồi, cũng bớt rồi. Và rất là xinh. Dạ. Bớt chưa? Dạ. Đó, coi như là tự tin rồi đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà cái điều cơ bản là người phụ nữ bên đây rất là có cảm tình với những người quân nhân. Dạ. Đó là một cái điều mà chị thấy là tuổi tác không quan trọng đâu. Đúng. Anh nghĩ rằng mình gặp mặt nhau mình sẽ biết điều đúng đó. Với lại là một phần nữa là khi những người phụ nữ mà họ đã chọn những người bộ đội làm chồng là có nghĩa là họ đã chấp nhận tất cả những thứ mà họ đã lường trước. Ví dụ như là phải yêu xa, phải sống, tức là phải có những điều như em mong muốn đó, tức là phải tề gia nội trợ, tất cả mọi thứ hai bên nội ngoại phải lo lắng chu toàn.
những cái điều mà em, mặc dù chị chưa có hỏi nha, nhưng mà chị cảm nhận là như vậy ha. Em yên, gọi là em yên tâm chưa? Cô còn về về thời gian thì em thấy là như ở đơn vị em thì các thủ trưởng cũng rất là quan tâm đến cái đời sống hàng ngày, thế nên là em thấy là ở đơn vị em thì thời gian cũng rất là thoải mái thôi. Em thấy các anh cũng rất là tạo điều kiện, đặc biệt là khi hẹn hò là những cái người gia đình mà trẻ có con nhỏ, các anh rất tạo điều kiện. Đó là chắc chắn là các anh phải tạo điều kiện thôi, nhưng mà đó là trong quân đội thôi, còn làm sao mà cái giờ thời gian tụi em mà so với người ngoài được. Đúng không? Đã. Đó. Ông qua đêm coi nhà gái tôi nè. Nhà cho chú. Trời ơi. Đó. Gương mặt xinh xắn quá nha. Non không? Dạ. Mặt non măng vậy đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh nè, rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho rồi luôn đi. Ông bây giờ ông làm MC không? Đóng phim đâu mà. Mời đóng phim luôn được rồi. Dễ thương nha. Dạ. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó, thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là, gọi là nó đâu ra đó, chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia. Cái này là khó lắm đó nha. Dạ, thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó. Tại vì con cũng rất là tự em, lập. Dạ. Em con cũng được không sao? Ông nói con là ông tối ông về ông tự kỷ, ông khóc hoài. Kệ, gọi ông bằng anh đi cho ông vui. Thôi, gọi bằng bác luôn đi. Kể không sao đâu mà, nó nít mà. Thôi dối lòng. Dạ, tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười, là lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều, nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Dạ. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian rồi. Mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để không. Đi chơi và không. Cho gia đình, cho nên là bạn đó là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều. Thôi gì cũng được đi ha. Em muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, thì đầu tiên là không có gia trưởng và hay chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá. Bên kia người ta cũng có thích nhỏ nhặt đó. Em có nhỏ nhặt không? Dạ, không. Không đúng không? Chứ người ta cũng ngại cái vụ nhỏ nhặt lắm á. Có nhỏ con, soi mói này kia nọ, là người ta không có thích. Dạ. Là mình không luôn đúng không? Và mình cũng không thích ngược lại như vậy luôn đúng không? Dạ. Rồi nghe gì không? Nữa? Nghe không chú? Ừ. Dạ, là thêm một cái nữa là lười. Hả? Lười. Là không... Dạ, không chịu làm việc nhà hay là không... Nhưng mà có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười, không chịu đi. Rồi thà không có thời gian thì thôi, nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được. Bộ đội không có lười được đâu. Yên tâm đi, yêu nhau là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, em yên tâm cái vụ bộ đó đi. Bộ đội chịu khó lắm nha cưng ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mà chị cho em bật mí cho em biết nè, trời ơi cái chú bộ đội bên đây chú đẹp trai mà chú dễ thương lắm luôn á. Dạ. Trời ơi, nhìn sự... nó lớn hơn 3 tuổi mà giống như nít vậy đó. Quên nữa, có thích đàn ông có má lúm không? Dạ có chị. Trời ơi, má lúm đồng tiền nó sâu như của Ngọc Huyền vậy đó. Đúng không? À, được rồi. Em gái đi với ai vậy? Có răng khẩn không? Có răng khẩn không? Đâu cười coi có răng khẩn không nè. 6-7 cái luôn. Không, không có răng khẩn nhưng mà răng cực kỳ đẹp. Dạ. Đó. Rồi. Trời ơi, Hồng Dung ta có răng khẩn ta còn mài lại mà. Ừ. Răng khẩn giờ. Xưa rồi, răng xưa khẩn rồi. Là xưa rồi. Mặc bây dù giờ... là tôi cũng thích, tôi vẫn thích răng khẩn. Bây giờ là răng nanh mới xu hướng. Rồi, nói chứ hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh trai và em gái. À, anh trai. À. Đó. Trai đẹp trai quá ha. Nhìn anh trai là ra em gái nha. Được chưa? Rồi, em trai cho ý kiến đi. Thấy sao? Dạ, xin chào chú Vân Linh và cô Hồng Vân. Rồi, và bạn đó. Nam và toàn thể khán giả tại trường quay. Thì qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ, hòa đồng. Chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước giờ là các anh bộ đội á, thường hay cứng rắn lắm. Thì về bạn Linh á, thì em cũng yên tâm. Thì Linh ở nhà thì cũng rất là lo chăm lo cho gia đình. Thì về phần gia đình á thì rất là ok. Thì cái phần đó thì em yên tâm. Còn về thời gian á, thời gian của hai người hẹn hò với nhau á, thì lúc nào em rảnh thì có thể qua hẹn hò thôi. Còn Linh thì cũng không có quan tâm nhiều cho thời gian lắm. Thì trước giờ tính Linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó. Thì em cứ yên tâm.
Nhưng mà anh trai nhìn chú bộ đội này, anh trai thấy có cảm tình không? Dạ có ạ, mặt rất là sáng, rất đúng là dễ thương. Dạ. Chú bộ đội, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với thủ trưởng của em, anh Xuyền ạ. À. Ở đây anh Xuyền thôi. Rồi, dạ. Chào thủ trưởng. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng các quý vị khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh, là người cấp dưới, cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay cũng em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Thì qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em thì thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo và có một cái gì đó rất tinh tế, và nhan sắc thì cũng so sánh giữa hai em thì rất hợp. Đã. Còn cũng nhân đây thì cũng nói về một chút về chỗ em Vinh. Đã. Thì với một con người cán bộ được đào tạo bài bản trong môi trường quân đội, em rất là cứng rắn, xét về góc độ phẩm chất đạo đức, rồi là lối sống, rồi cái phong cách làm việc cũng như là ý thức chấp hành kỷ luật thì tuyệt vời. Đã. Còn có một cái điểm mà em gái cũng cùng cần cân nhắc, đó là về cái điều kiện công tác của đặc thù của quân nhân trong quân đội nói chung, và chỗ anh Vinh thì cũng có nhiều cái rất là khó khăn, là lính công binh làm nhiệm vụ thời chiến trong thời bình, nên là rất vất vả, gian khổ, rồi là có khi là phải thực hiện những cái công việc xa gia đình cả vài ba tháng. Nên trong quá trình các em nếu thực sự mà muốn chia sẻ với nhau, muốn gắn bó nhau thì phải chia sẻ với nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà, và là một cái niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường của anh ngày hôm nay. Xin chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng, hay quá. Cảm ơn thủ trưởng nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho mở hai rào bên đi. Gặp mặt nha. Mở rào cho các em, các cháu gặp mặt nè. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Vinh. Đứng bắt hình đầu luôn. Đi. Đứng hình luôn, không tặng quà, tặng cáp gì luôn, đứng hình luôn. Hôm nay đến chương trình thì mình cũng có món quà tặng bạn. Đây là cuốn Quân khu Nam Đồng. Mình đã đọc từ thời mình học đại học, thì cuốn này kể về một cái khu tập thể của quân nhân, bộ quốc phòng ở thời kỳ bao cấp. Thì trong này thì cũng sẽ có hình ảnh của những cậu thanh thiếu niên, cũng đúng là chất con nhà lính, thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính. Cảm ơn ạ. Dạ thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn. Thì đây là món quà mà mình tự làm, nên là không bằng gì hết. Mình cảm ơn. Mở ra đi cưng, Vinh, Vinh mở ra đi coi là gì. Cái này là móc khóa. Dạ, móc khóa, móc điện rồi, thoại. Rồi tại sao lại tặng móc khóa? Nói dạ. Cho nói cho Vinh nghe đi, tại sao em lại tặng cái móc khóa này? Dạ thì nếu như mà móc dùng để móc điện thoại á, thì em thấy là cái thời nay á, là mọi người sử dụng điện thoại rất là nhiều, cho nên nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình. Còn nếu như bạn sử dụng móc khóa á, thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn. Dạ. Tặng bạn móc khóa mà tặng chi mà đỏ lè thì làm sao mà. Rồi bây giờ để cái hai bên treo ở đầu giường thôi. Ngại ngùng nha. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. À, để đồ quà xuống đây đi Vinh. À, bây giờ em đứng em hát tặng cho bạn gái bài gì đó cho nó làm quen giao lưu cái đi. Vâng, em văn nghệ em hơi kém, hát thì em cũng hát không hay. Thôi em xin phép rồi. Thôi xem không hát rồi. Hát tặng bạn gái đấy. Giờ thì em hát cũng không hay. À, mà giờ thôi em cũng xin hát tặng bạn gái cùng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và các vị khán giả đây bài.
ngược dòng qua cứ quay trở về. Ôi, mày em quên lời luôn đấy. Em rất là tâm lý. Có bị bối rối, có bị sao xuyến không mà coi như là đứng hình vậy? Chị thấy em bị có một chút mà là lạc cũng, nhịp tim đó đúng không? Vâng, cũng có đó. Đứng trước bạn nữ xinh đẹp này thì đương nhiên là bị em, loạn nhịp chút xíu đúng không? Đúng, khi mà chị kéo màn ra thì tâm lý rất nhiều. Thôi đúng, em không hát được đâu. Tại em hát dở lắm ạ. Em hát rất là dở. Thôi bây giờ em hát trước đi. Em hát ra cho bạn Vinh bản lấy lại bình tĩnh coi. Dạ thì do là lên đây thì em cũng run lắm. Cho nên là khi mà run thì em thường quên hát. Thì dạ. Hai người nhìn nhau nói chuyện đi, ngại ngùng gì nữa. Nói chung là điện đúng mạch hay sao á, chạm bạc bạc xong rồi là coi như là giật đơ người hết trơn rồi. Bây giờ không hát được, bây giờ ông mối mình tính sao? Trời, hai người cứ đứng đi nhìn nhau hoài luôn đi, tới tối luôn cũng được. Để coi nó tới đâu. Hai người cứ tự giao lưu đi, không giao lưu đứng nhìn hoài tới tối cũng được. Bạn thấy mình sao? Thì vừa mình cũng nói rồi á, mình cảm nhận là bạn là một người cũng chững chạc, chín chắn, cũng có học thức, cũng là một người phụ nữ truyền thống. Bên cạnh đó thì về ngoại hình thì cũng rất là xinh đẹp, dễ thương. Bây giờ ngồi đi cho bình tĩnh, ngồi xuống. Trời đất nhìn ơi. Đấy giống như họp hội nghị quá, ngồi xuống nè. Bây giờ đổi xưng hô được không? Bạn với mình gì? Bây giờ nếu mà mình đã loạn nhịp tim như vậy là nó sẽ có những cái phần sau nữa. Thì những phần sau nữa bây giờ mình xưng anh em đi, ví dụ vậy. Ở đây không có hợp chi bộ nha. Anh em, đó. Giao lưu nha. Mạnh mẽ lên rồi. Coi Vinh. Đó, bây giờ anh Vinh sẽ nói chuyện gì với em, tên gì quên rồi. Dạ Linh ạ. Anh Vinh với em Linh, dạ. Đó, nói chuyện với nhau đi. Vậy là Linh sinh năm 92 đúng không? Dạ 93. 93. Thì, ôi vậy là Vinh 94 hả? Dạ em 94. Hơn nhưng mà là tuổi có một tuổi thôi. Ở đâu ra mà 3 tuổi nãy. Trời ơi, đã. Xin lỗi nha, bà mối bị loạn rồi. Đó, có một tuổi thôi đã. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Này gái hơn 1 là được. Được thứ nhì rồi, yên tâm đi. Rồi, anh Vinh nói đi anh Vinh. Linh là nhà ở Linh là nhà ở Dĩ An, Bình Dương đúng không? Ừ, đúng rồi, mình ở Dĩ An. Thời gian mỗi tuần á bạn chỉ ra được có chủ nhật thôi đúng không? Cũng mình hiện tại thì cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Mình làm cũng giờ hành chính thôi, nhưng mà tuy nhiên thì bộ đội thì cũng có những cái ngày mà khi ví dụ là buổi tối thì cũng có ngày ra ngoài được, cũng có ngày thì cũng phải ở lại đơn vị để cũng đi kiểm tra đơn vị hoặc duy trì các cái chế độ nền nếp của đơn vị nữa. Thì nhưng mà cơ bản là nếu mà thời gian thì mình cũng không có quá gò bó lắm. Không sao, tại vì mình cũng không cần gặp nhiều đâu. Thôi bỏ cái mình đi, anh em làm ơn đi. Linh, dạ. Anh Vinh ơi, anh Vinh nói đi. Em là đang nằm ở đâu nhỉ? Dạ hiện tại là em đang làm ở chợ Dĩ An luôn. Làm gì anh? Dạ. Nằm gì em? Làm đâu biết? Dạ, làm bên văn phòng, bên kế toán cũng như là kiểm tra số lượng ở chỗ đó. Học chỗ gì quên luôn rồi. Bên nội thất. Dạ. Bên nội thất này. Thì nếu như mà sau này có thể tiến xa hơn nữa thì bạn có dự tính gì, anh có dự tính gì cho tương lai chưa? Vì nếu mà mình thì mình cũng dự lại tính mình, là lại mình ơ anh, không mình hả? Mình đầu anh, gì hết anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa thì cũng mới kết hôn được. Tại vì hiện tại thì mình cũng anh cũng chưa có chuẩn bị được cái gì nhiều về cho tương lai cả, cũng rất là nhiều thứ. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn về đấy, cũng mình cũng chưa có nhà cửa, cũng chưa có các thứ lên cơ, mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả. Thì mình cũng anh đi. Anh nếu mà ấy thì cũng chắc phải 2-3 năm nữa. Thì đúng là khi mà tiến tới hôn nhân á, thì mình cần phải ổn định nhiều hơn. Thì là một năm anh có về quê một lần hay là
Bao lâu anh về một lần? Quê anh ở ngoài Hưng Yên thì một năm thì thường là đơn vị sẽ tạo điều kiện cho đi phép từ 20 đến 30 ngày. Thì thường thì nếu mà gia đình mà không có công việc đột xuất, còn nếu có công việc đột xuất thì anh vẫn xin nghỉ được khoảng 5 ngày đến 1 tuần, xin về được. Còn lại nếu mình đi phép theo cái quy định chế độ của mình thì một năm anh sẽ về một lần, về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Ở nhà anh ở Hưng Yên là có trồng cái gì ăn không? Nhà anh ở Hưng Yên thì có trồng lúa, bên cạnh đó thì cũng có trồng, có một vườn trái cây, cũng trồng ổi, hồng xiêm, bưởi, táo các loại đấy, mỗi thứ một vài cây. Ủa không có nhãn hay mà? Dạ, có nhãn ạ, có nhãn thì phải nhiều. Phải nhớ nhiều nhãn Hưng Yên chứ. Dạ, nhãn thì nó là cây chủ lực. Em gái biết Hưng Yên là ở đâu không? Dạ thì cũng biết là ở phía ngoài vùng ngoài, nhưng mà do là chưa có đi cho nên là cũng chưa có vùng biết chính xác. Vùng ngoài là ở đâu em biết không? Dạ ở khúc khoảng là phía vùng phía Bắc. Cũng gần, gần Hà Nội ấy, như Đồng Nai với cả Sài Gòn ấy. Tức là từ Hà Nội á, dạ, em đi lên đường Hải Phòng, đi đường 5, cách Hải Phòng khoảng mấy chục km, cách Hà Nội khoảng 5-60 km em nhỉ? Dạ dạ đúng ạ. Đấy nó khoảng đấy đấy. Thì thường á là ở anh về quê á là có hay đi du lịch không? Ở ngoài đó có cảnh gì đẹp không? Anh về thì cũng tranh thủ về thì thường cũng hay đi du lịch, nhưng mà anh thì anh thích đi du lịch không phải là kiểu du lịch nghỉ dưỡng, mình không phải là mình đến mình thuê phòng mình nghỉ mà thường là kết hợp đi, tại vì cũng được cái là bạn bè này bộ đội ngày xưa thì các bạn ấy cũng học ở ngoài trường ấy, cũng gần như tỉnh nào cũng có bạn, thế nên là nâu thì mình về thì mình sẽ gọi trước cho các bạn ấy, xong là lên nhà các bạn ấy chơi thì tiện đi du lịch luôn và các bạn ấy sẽ dẫn đi, như thế thì mình cũng thấy là nó hay hơn, mình cũng thích như kiểu thế. Cái thứ hai là về du lịch thì mình thích những cái nơi mà du lịch về văn hóa, tức là mình để mình thăm lại các cái di tích lịch sử văn hóa chứ mình cũng tất nhiên cảnh đẹp ra cũng thích rồi, nhưng mà mình đã ưu tiên những cái chỗ đó hơn. Thôi bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi, thí dụ sao bữa nay mình hẹn hò sao, ở đâu đó đón đi bằng gì đó rồi đi xem phim cà phê gì đấy, thử đi các bạn. Vâng, khoảng cách thì Biên Hòa với Dĩ An thì không biết là chỗ nào, bạn ở chỗ nào Dĩ An, chứ nếu mà chỗ đầu Dĩ An thì về chỗ mình chắc khoảng 15 km. 15 km thì nếu mà hẹn hò thì nếu mà đi lên trên chỗ của Vinh á thì là sẽ hẹn là hẹn như thế nào, là Vinh lên thăm Vinh ở trên doanh trại á, thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không, hay là bạn có Linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm Vinh? Dạ thì hình thức thì thế nào cũng được, tùy bạn gái muốn thôi, còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian, cơ bản là em cũng thời gian cũng không quá gò bó được, em có thể đi lên Dĩ An được, hoặc là bạn xuống Biên Hòa chơi cũng được, hoặc đi Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi. Anh có thích đi phượt không? Đi phượt thì thực ra là mình bạn bè rủ rất nhiều, nhưng mà mình chưa, từ bé là mình chưa đi một chuyến đi phượt hết, bởi vì mình phượt cũng là cảm cũng thấy cái dạng như nãy em vừa mới nói đó, có nghĩa là em không phải đi dạ theo không, tour em đi mình. Thì tại vì nếu em đi thế là em đi hay đi xe khách thôi, đi xe khách trong đến nơi thì ấy chứ đi xe máy mà đi phượt thì em nghĩ nó cũng nhiều cái yếu tố nguy hiểm trong đó. Mình đi phượt bằng xe khách với lại xe tăng không à? Vâng. Không đi xe máy. Đi xe máy nó nguy hiểm nên em cũng không đi. Nhưng mà nếu mà mình đi phượt cự ly gần như kiểu Vũng Tàu hoặc là những cái địa danh ở Đồng Nai ấy thì cũng được, cũng 70-80 km đổ lại thì vẫn trong khả năng chạy xe 2 tiếng thì mình cũng chạy được, còn đi dài hơn mình không đi. Chạy không nổi hay là mệt. Sao? Thấy nó rất là mệt mỏi. Rồi em ơi, bây giờ thí dụ như là một tuần, một tháng đó thì em có bao nhiêu ngày phép? Đấy em nói là một tháng thì em là em trực, bên đơn vị em là duy trì chế độ là như em ở trên cơ quan là các anh ý cũng tạo điều kiện rất là nhiều. Nhưng thì khoảng bao nhiêu ngày phép trong một tháng? Thì em khoảng rảnh khoảng 7 ngày đến 8 ngày. 7 ngày 6, phép? 6 ngày, 6, ví dụ khoảng 6 ngày. 6 là nhiều đó, 6 ngày phép trong một tháng. Dạ, thì em mà xuống như đây khoảng mấy ngày? Dạ, nhưng mà em đi em đến tối em phải về. Đến em đi đến 21 giờ là em phải về, có mặt ở doanh trại rồi. Tại vì dạ quy định. Cứ đi tới đó về thôi. Lâu lâu không lẽ không ở được hả? Lâu lâu thì chắc là thủ trưởng chắc là cũng sẽ tạo điều kiện phải cho việc ở lại chứ. Thi thoảng đi, thi thoảng xin từ xin với thủ trưởng cho cải thiện chứ. Nói chung lại bây bắt giờ bắt cháu nó về ngay thì có mờ. Giờ nói thế thôi chứ tới chừng nó muốn ở lại thì nó tìm đủ mọi cách. Dạ, đúng không? Dạ, rồi bây giờ thế này, bây giờ tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi, bây giờ mình nhìn nhau tiến tới, hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa,
hãy nói với nhau nghe xong ta tiến hành bấm nút luôn. Nào, bấm không bấm tùy các bạn. Nào, tiến tới. Bạn gái đứng lên. Đấy, hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem. Linh á, Linh hỏi về nắm vấn đề nắm hai tay luôn. Linh, Linh hỏi bạn về vấn đề vô tâm đi. Nắm hai tay luôn, đúng rồi. Đó, nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, hỏi đi. Nhìn xoáy vào mắt nhau hỏi nào. Nếu như mà yêu em rồi thì anh còn vô tâm nữa không? Thì hồi nãy em cũng có nghe anh nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái. Thì nếu như mà sau này mình có quen nhau á, thì anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi. Anh sẽ sửa được. Rồi. Nó cũng không quá quan trọng. Cảm Vinh, xúc thế nào? Tôi tức ghê, Vinh nó có nhìn trán nhỏ. Nhìn đây, nhìn vô cái ánh mắt của bạn này, không có nhìn lên trán nữa. Dạ. À. Làm nó sợ gì, nhìn đâu không mà. Ừ, mắc cỡ quá. Mày chắc pháo binh hay sao nhìn phía trên không vậy? Anh nhìn vô mắt. Nếu mà yêu nhau thì chắc chắn là anh sẽ bỏ cái rồi. Dạ. Anh sẽ bỏ cái vô tâm đó, nói đi, nói với Linh một câu đi. Nào. Nếu mà mai sau nhìn vào mắt người ta Vâng, chắc chắn là vợ em thì em sẽ sửa cái tính vô tâm đó của em. Cũng không chỉ là ý nó bất kỳ là ai cũng thế thôi, vì khi đó là vợ mình thì mình cũng phải cố gắng. Còn quan tâm, bảo là cố gắng hả? Quan tâm thật là nhiều. Sửa từ ngay lúc yêu chứ. Chỉ khi nào là vợ cho nên thì lúc đó mới cố gắng thôi. 3 năm nữa ông mới lấy người ta rồi, 3 năm nữa ông mới không vô tâm à? Khi mà yêu nhau ngay sau đây, yêu nhau là em đã không vô tâm với Linh rồi. Cái đó mới là cái đó nữa thì em muốn là thôi để thời gian nó chứng minh và thực tế nó chứng minh, chứ mình không muốn là mình nói mình hứa mình không thực hiện được thì nhiều khi cũng mất cái giá trị của bản thân đi. Bây giờ em làm được thì thôi, tự bạn nữ sẽ cảm nhận thôi ạ. Đã xong chưa? Thôi được rồi, thôi trở về ghế đi các bạn, được rồi đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Nút bên đây. Bây giờ mình đã trò chuyện, đã nói chuyện ha, đã nắm tay nhau rồi. Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả. Bởi vì nếu các bạn thật sự rung động, các bạn bấm nút. Không thật sự rung động, dành cái nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình, họ bấm nút nha. Đừng đánh mất cơ hội của nhiều người khác nếu chúng ta không rung động. Chúng tôi xin nhắc lại, bấm phải có trách nhiệm với nút bấm, không phải bấm rồi nó cho nó qua nha các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm, quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Ủa không ai bấm luôn hả? Có. Hả? Có bấm. À. Em gái bấm, em trai không bấm. Em hãy nói lý do tại sao không bấm ha Vinh. Anh em thì hôm nay đến chương trình thì cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình, thứ hai là cũng muốn là để cũng là một dịp để mình giao lưu, mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn. Hôm nay gặp bạn Ninh đây thì em cũng thấy là bạn Ninh rất là dễ thương, rất là xinh xắn, và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế, phụ nữ truyền thống. Nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề tề gia nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì sẽ là rất là yên tâm. Tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh Quyền Đinh vừa cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình. Cái thứ hai nữa là nói chung em cũng hơi tại vì bạn cũng hơn tuổi nên thôi em cũng từ trước giờ em cũng gần như là em chưa quen mà em chưa nói chuyện với ai mà hơn tuổi em, thực sự là rất là khó trong cái chuyện xưng hô, rồi cũng có cái gì đó cũng nó cản trở rất là nhiều. Hiểu rồi, em sợ là em mình chưa vượt lên được cái cảm xúc của mình. Dạ. Đó, giống như anh Quyền Linh anh làm chương trình mà vượt lên chính mình á thì em chưa vượt lên chính mình được. Dạ. Anh cảm nhận ngay từ đầu những gì, những thái độ, tất cả những cảm xúc của Vinh, anh cảm nhận rằng Vinh sẽ không bấm ngay từ đầu luôn, và cũng không ép điều gì cả, bởi vì chúng ta phải rung động chính trái tim của mình mới có thể bấm nút.
và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của mình, không lo lắng điều đó. Một cô gái rất là dễ thương, chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha. Nhưng mà cố gắng cho ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha em gái nha. Né dạ, em ăn đều lắm rồi nhưng mà không có lên né được. Cái chữ mập em cố gắng bồi dưỡng vitamin cũng như là chất đạm tất cả mọi thứ để mà mình tròn trịa hơn một chút xíu. Dạ. Đó rồi sau chương trình hôm nay thì cũng mời Ninh cuối tuần đi, cuối tuần thì nếu mà rảnh thì cũng xuống Biên Hòa thì mình sẽ mời Linh đi xem phim, đi ăn. Có thời gian nữa thì khi nào đi qua Biên Hòa hay gì đấy thì cứ gọi mình sẽ đưa đón đi chơi như những người bạn. Thì như mình nói lần đầu á, thì mình cũng rất là lười ở đây á, là mình lười đi ra ngoài khi mà không có động lực á, cho nên có thể là mình sẽ không có đi. Thì mình nên đi ăn được không? Dạ. Chắc là được đúng không? Xong được, quá được đi chứ. Thì mình sẽ bố trí dịp nào đó mà mình chắc cũng nhanh thôi. Mình đừng nghỉ thì mình lên đấy thì chắc hai người cũng đi nói chuyện để tâm sự thêm để hiểu nhau hơn một chút nữa. Đã. Thực ra là như vậy nè, những người mà ở trong quân ngũ á, nên nhớ là bạn này khi mà bạn yêu là lúc đó bạn nhỏ xíu à, bạn là trẻ trâu luôn á, tại vì 8 năm bạn vô quân ngũ rồi, thì trước cái tình yêu đó có nghĩa là bạn mới có 18 tuổi thôi, nên hiểu không? Thành ra là suốt cái thời gian trong quá trình mà ở quân ngũ là 8 năm trời thì tạo nên một cái tính cách, một cái người đàn ông là họ không có giống như là họ không có rào trước đón sau, họ cũng không màu mè được, cũng không có mồm mép được, có nghĩa là nghĩ sao thì nói như vậy, nhưng mà cực kỳ chân tình. Cho nên cái việc mà bạn ấy không bấm đó là cái mà bạn nghĩ là bạn sẽ không đem lại cái gọi là cái tốt đẹp cho Linh. Rồi nhưng mà cái phần thứ hai là khi bạn mời Linh đến về Biên Hòa, đó là lời mời thật chứ không có đãi bôi. Đó là cái cảm nhận của chị nha. Đó thì chị hy vọng là sau đây nó là một khởi điểm tốt đẹp cho một tình bạn. Tại vì nếu mà em đã thương những người quân nhân giống như chị cũng rất thương mấy chú bộ đội ha, thì mình cứ gây ra là một tình bạn tốt, không có vấn đề gì cả, không có tự ái ở đây, cũng không có một cái gì cả. Mình đến với nhau được bằng tình yêu thì tốt, không được là bạn, đúng không? Mình phải ủng hộ cho những chú bộ đội bởi vì mấy chú rất cực khổ. Nói vâng nha, cô gái này mặt hơi bị xinh đấy, rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy, không đơn giản đâu. Bạn nữ rất xinh rồi. Thôi, duyên không có, phận cũng chưa. Chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình.